Xin chào cả nhà, hôm nay cả nhà có khỏe không? Mình mong cả nhà luôn khỏe, vui vẻ và gia đình hạnh phúc với nhau nhé. Hôm nay mình xin quay clip về một bé Bi, một thành viên nhỏ trong gia đình mình. Bạn ấy có tên là Trinkle. Bạn ấy là một bé gái xinh xắn, dễ thương, có phần cứng đầu một chút với mọi người. Nhưng không hiểu tại sao đối với mình thì bé rất là nghe lời và ngoan ngoãn, mình cũng không biết nữa. Đã, kêu đến là vậy đó. Nằm như vậy nha. Nằm để làm cái gì? Để tôi sờ sờ hưởng thụ đúng không? Sao con gái nằm kỳ quá vậy hả? Con gái gì kỳ vậy? Nằm xuống, Trinkle, nằm xuống. Come here. Nằm xuống. Nằm xuống, nằm. Cute. Vậy đó. Nhào lên tôi ngồi làm gì chứ, chạy chơi đi. Nó nhỏ nhẽo à, chứ đâu có rảnh đâu mà gãi hoài. No, Trinkle, stop. Trinkle. Không mẹ, đừng cần. Giờ kêu lại nằm đây thấy không? Kêu bạn là bạn nằm như vậy đó. Nằm xuống, nằm xuống, Trinkle. Ra kia nằm xuống. Nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống. Nằm phe phở, nằm cái kiểu nè. Yên nó đi. Phe phở quá đi. Em. Đã muốn sát vô tôi à. Gần rồi, ra cỏ làm đi. Làm sát làm gì? Sát còn có gì? Làm sát tôi làm gì? Trinkle không? Ghét quá. Trinkle ngủ rồi. Đây. Đó, kêu nằm bình thường, nằm thích nằm vậy à. Good job. Mày thử lại cho nó đi. Turn around. Yeah.
Good job, Twinkle. Nó nữa đây. Không đứng lên con cho nó thử coi cho nó đứng lên. Mắt đi. Quá. Good job, Twinkle. Twinkle, play down, down, play down. Con để cao quá nó không thích đâu. Twinkle, play. Twinkle, play down. Play down. Nằm xuống, nằm xuống. Twinkle, nằm xuống. Nằm xuống. Twinkle, Twinkle mini. Đây, hả không ra ta ăn. Nó ăn. Nói đi mà ở bên này, làm bên này cho mẹ. Bỏ dưới đi làm giống như nãy đó. No. Okay. Good girl. Twinkle, down, lay down, 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 good job. Lay down, lay down, Twinkle, down, down, lay down, Twinkle, sit, sit. Over there, Twinkle, here. Twinkle, sit, 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 lay down. Twinkle, sit, sit, lay, sit. Twinkle, sit down, lay. Okay, good job. Twinkle, good job quá. Up. Ở đây thì nuôi một bé chó rất là cực, tại vì mình không thể đi đâu bỏ bé chó ở nhà trong vòng mấy ngày. Phải đem đi gửi khách sạn, một đêm như vậy là 60 đồng cho người giữ. Hoặc là các bạn kiếm chỗ rẻ hơn thì cũng phải mấy chục cho một ngày. Bạn nuôi một em bé sơ sinh ra sao thì nuôi chú chó cũng giống như vậy. Cũng phải chăm sóc cho ăn uống,
Trước khi các bé muốn sinh bạn nuôi con chó, bạn phải thỏa thuận ai sẽ là người thay giấy training, ai sẽ là người thay nước đồ ăn cho chó và ai sẽ là người take care clean up cho chó. Và rõ ràng, tại vì khi mà sinh thì các bé hứa dữ lắm, mà đến khi đem về rồi thì các bé chỉ chơi, các bé không làm. Nên mình phải bắt từ đầu và làm thường xuyên thì nó đỡ cho mình hơn. Mình có thể đem một chú chó về nuôi rất là dễ. Nhưng khi các bạn cảm thấy mệt mỏi và không muốn nuôi nữa thì các bạn đem đi cho là cả một vấn đề. Nên trước khi nuôi phải suy nghĩ thật kỹ là mình có thể nuôi chúng được lâu không. Và ở lâu thì cũng mến tay mến chân, nên bạn cũng khó làm những cái chuyện đó. Nên các bạn nghĩ đó là một em bé trong gia đình mình chứ không phải là một con chó đâu. Thôi xin chào các bạn, mình chia sẻ đến đây. Các bạn nào có ý kiến gì thì xin bình luận ở dưới cho mình nhé. Xin chào, chúc mọi người luôn vui vẻ hạnh phúc và mọi người luôn có sức khỏe. Có sức khỏe là có tất cả. Bye.